Xin các bạn, đây là Nhi và những vụ ăn cũ đây. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về quá khứ kinh hoàng của một ngôi nhà ma ám và những hiện tượng siêu nhiên đã xảy ra bên trong nó. Trước hết thì mình sẽ cho các bạn xem bức hình này. Vào ngày 13 tháng 11 năm 1974 thì một vụ thảm sát kinh hoàng đã xảy ra tại chính bên trong ngôi nhà này. Đó là một ngôi nhà khá lớn ở khu ngoại ô Amityville trên bờ biển phía nam Long Island, New York, Mỹ. Cụ thể vào 6 giờ 30 ngày 13 tháng 11 năm 1974 thì một thanh niên đã chạy tới quán Henry's Bar trong khu vực và hoảng hốt nói với mọi người rằng cả gia đình nhà anh ta đã bị sát hại. Sau đó một nhóm người đã theo chân anh ta về nhà và phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. Trong ngôi nhà số 112 Ocean Avenue, 6 thi thể bao gồm 2 vợ chồng và 4 người con đã bị bắn chết ngay khi họ đang ngủ. Người thanh niên báo án có tên là Ronald Joseph Defoe Jr. 23 tuổi, là con cả của gia đình và cũng là người sống sót duy nhất. Ronald nói rằng hôm đó anh ta đi chơi về muộn, cửa đã bị khóa nên bắt buộc phải trèo từ cửa sổ để vào nhà. Nhưng khi vào tới bên trong thì anh ta đã phát hiện ra một cảnh tượng đau lòng. Tại sở cảnh sát thì Ronald nói rằng có thể vụ án được gây ra bởi Louis Falini, một tay côn đồ khét tiếng ở trong vùng. Tuy nhiên Louis lại có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo cho việc anh ta không hề có mặt tại địa phương trong đêm xảy ra thảm án. Những tưởng vụ án này sẽ khiến cả giới cảnh sát phải đau đầu thì ngay ngày hôm sau, cậu con trai cả Ronald lại đột nhiên thú tội. Hắn khai rằng đã ra tay vào đúng 3 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 11. Sau đó hắn đi tắm, thay quần áo và chạy đi báo án như thể không hề biết chuyện gì xảy ra. Tất cả tang vật cũng đã được tìm thấy ngay sau lời khai của Ronald. Có hai điểm kỳ lạ của vụ án. Thứ nhất, Ronald khai rằng đã cho tất cả nạn nhân uống thuốc ngủ trước khi ra tay. Nhưng xét nghiệm pháp y cho thấy không hề có một thứ chất độc nào bên trong cơ thể. Thậm chí hai trong số 6 nạn nhân còn đang trong tình trạng tỉnh táo hoàn toàn khi hung thủ ra tay. Thứ hai, hung khí là một khẩu súng trường, không được gắn thiết bị giảm thanh. Nhưng hàng xóm lại chắc chắn rằng không hề có một thứ âm thanh lạ nào lúc đó, ngoại trừ tiếng sủa của chú chó Shaggy của gia đình nhà Defoe. Phiên tòa xét xử Ronald Defoe Jr. bắt đầu vào ngày 14 tháng 10 năm 1975. Anh ta ngay sau đó được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, tuy nhiên vẫn nhận thức được hành vi của mình tại thời điểm phạm tội. Thế nên vào ngày 21 tháng 11 năm 1975 thì Ronald đã nhận 6 án tù chung thân. Ronald qua đời vào ngày 12 tháng 3 năm 2021 ở tuổi 69 sau song sắt nhà tù và lý do thì không được báo chí tiết lộ. Quay trở lại với ngôi nhà số 112, nó vẫn im lìm như thế trong 13 tháng sau khi vụ thảm sát xảy ra. Và vào tháng 12 năm 1975 thì gia đình nhà George và Kathy Lutz đã mua lại ngôi nhà với giá 80.000 đô mặc dù biết quá khứ của nó. Thế nhưng chưa đầy một tháng sau khi sống ở đây thì họ đã phải bỏ cả đồ đạc để mà ra đi, không dám quay đầu lại. Sau này họ mới nói rằng 28 ngày sống trong ngôi nhà đó chính xác là 28 ngày địa ngục vì họ đã phải liên tiếp trải qua những hiện tượng siêu nhiên đáng sợ. Ví dụ như người cha George đã liên tục thức dậy vào hơn 3 giờ sáng, đó cũng là thời điểm mà vụ thảm án đã xảy ra trong quá khứ. Và một người con gái nhỏ có gia đình cũng đã bắt đầu lẩm bẩm nói chuyện với những thứ không rõ hình hài. Thật ra vào ngày đầu tiên họ chuyển tới, cụ thể là vào chiều ngày 18 tháng 12 năm 1975 thì một vị linh mục đã tới để làm thủ tục ban phước cho ngôi nhà. Thì ông ấy đã nghe thấy giọng của một người đàn ông nói rằng hãy đi đi. Giọng nói đó phát ra từ phòng ngủ của vợ chồng Defoe trước kia. Thế nhưng vị linh mục này đã không hề kể chuyện đó với gia đình nhà Lutz. Đỉnh điểm của những hiện tượng siêu nhiên là khi gia đình nhà Lutz đã sử dụng máy ảnh để chụp lại tất cả mọi thứ bên trong ngôi nhà thì tấm hình này quả thực đã khiến họ khiếp vía. Đây là cậu con trai út nhà Defoe, người cũng đã bị sát hại vào cái đêm định mệnh ấy. Cô con gái nhỏ nhà Lutz cũng đã nói rằng cậu bé chính là linh hồn đã giao tiếp với cô bé hàng ngày. Vụ án các bạn vừa nghe nổi tiếng đến mức nó đã trở thành nguồn cảm hứng của rất nhiều tựa sách và những bộ phim kinh dị. Và nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể tìm hiểu qua hai bộ phim này. Còn các bạn thấy sao về vụ án? Hãy để lại bình luận nhé!